tôi bản quán là tôi là quản tin biển đấy, nhưng là thì cái, tôi mà thấy mà họ khách về bất cứ khách ai hoặc là người chủ ngư biển họ tắm mà thấy cái vùng mà nguy hiểm là tôi đang là tôi cũng ai nấy đúng người lương tâm, mà tôi cũng xuống tôi nhắc nhở họ, tôi nhắc nhở là chỗ này không được tắm hoặc là tắm chỗ kia đó. Nên là tôi nếu tôi tiện tôi cứu cũng cứu được 4 đến 5 mạng rồi. Về đến nơi xe xá thì thấy họ la cứu người thì khi đó thì tôi thấy là sát trên biển đó thì khách đông rồi mà không có bảo vệ mà cũng thấy đấy, mà khi đó là họ la thì cứu người khi đó thì một mình tôi thì tôi cùng người cũng có cái gì để mà hồ thân hết thì khi đó thì tôi cũng thấy họ la thì biết cái sống với cái chết thì cần kê thì tôi cùng thấy đó thì có này tôi á sổ tôi. Nếu không có sự xuất hiện của ông Võ Quang Nghĩa, 45 tuổi, chủ nhà hàng Tình Biển ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, thì hậu quả của vụ tai nạn đuối nước trên biển ngày 27 tháng 3 năm 2022 có lẽ đã không dừng lại ở chuyện mất mát đi một sinh mạng. Trong nhóm nữa thì cùng 4-5 người. Thì cái đó thì ngay la cái hai người nó trôi ra ngoài rồi thì tôi cùng cuội cái áo ra. Tôi khi đó thì cùng cái nữa chứ một chắc mình thì cùng cố gắng mà cứu được cho người nào thì tốt người đấy chứ thế thả họ rồi thì không được. Mà khi đó thì tôi lá á xuống thì vợ cùng ra đó để làm tư tưởng lập thể là cứu được một người, lập thể để mà đưa được một người vô. Thì khi đó đưa một người vô thì thấy người ngoài nữa đang còn trời với khi đó thì họ bị chim nhân. Khi đó thì tôi cùng đoàn đuổi sức rồi, thì khi đó cố gắng để mà bơi tiếp để ra cứu thêm người thứ hai, mà người thứ hai nữa thì mới có cùng bơi ra nữa để bơi họ sống ấy. Tôi bơi quanh ngoài một vòng để nhìn họ có thể không bị việc thêm họ người thì cho họ có cái tôi tìm ra. Cách kể chuyện của ông Nghĩa có vẻ chẳng giống như một người hùng đang kể về việc cứu người. Thế nhưng, sự lựa chọn cứu người của ông trong khoảnh khắc đó có lẽ chẳng nhiều người dám thực hiện. Biển cả rộng lớn và vô tình, lựa chọn làm việc nghĩa hiệp như ông Nghĩa cũng là mang về cho mình những nguy cơ rủi ro sinh mạng. Là tiếc nổi nhất là trong người là gọi là không có cái tại vì khi đó thì mình không phải là để mà nằm mấy cái chỗ mà cứu hộ. Nên thì trong người là không có một cái áo phá hoặc cái bảo hộ cho mình hết để mình vươn ra, mà không nên không có cái gọi là năng lực để mình vươn ra để mà cứu họ. Mà cuối cùng tiếc nuối nhất là cùng tôi do họ một người họ ra đi thì cũng thể là tiếc nuối vẫn là thương họ thôi, còn như là chung cái khả năng cái bản lĩnh và năng lực như nữa là cũng gọi là tôi cũng hết khả năng đó. Mình mà thấy họ mà cái sống với cái chết cần kê thì mình ra để mà cứu, mà để khi là mình nghĩ lại là cũng có thương bản thân hơn nữa thôi. Nhưng mà cho những khi nó thì muốn cứu người thì cứu người đuổi được từng khó lắm, tại vì có thể là mình cũng hy sinh luôn, tại vì ra đó là có thể là họ chụp miếng để sợ là họ vay miếng để ôm lại cho chắc, để sợ mình là thả đi họ là họ chết. Nên chứ mình không xoay sợ được thì mình cũng sẽ cũng có thể là mình cũng hy sinh. Tất nhiên người ta không thể sống bằng cách làm người hùng. Ông Võ Quang Nghĩa là chủ nhà hàng Tình Biển cũng không quá lời khi nói số phận đã lựa chọn để ông có mặt ở nơi này và cứu giúp được nhiều sinh mạng trong sóng gió. Khoảng 10 năm trở lại đây, ông Nghĩa đã 5 lần giành lại mạng sống của du khách trước lưỡi hái tử thần. Ông Nghĩa từng được Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh và Ủy ban nhân dân thị trấn Cửa Việt nhiều lần vinh danh, tặng bằng khen vì tấm gương dũng cảm cứu người. Thế nhưng trong nhà có một người đàn ông bơi lặn giỏi và nghĩa hiệp, cũng đồng nghĩa với việc gia đình canh cánh nỗi lo. Dân biển có câu cứu người đền mạng, nhưng không thể ngăn được ông Nghĩa vì cứ nghe tiếng kêu cứu là ông chạy ra biển. Khi nào mà mình cảm thấy nói cho
là cái số phận mà đến mua thì nó cho chứ thấy người mà họ cần kê cái sự sống cái sự là đỡ mà mình cứu thì thôi cũng cũng được đó, nên tại vì cái sống cái chết mà cần kê đó rồi mà mình thấy là già lớn hoặc là mình nói ui rồi mình ra đó nguy hiểm mình có thể là mình chết hoặc là mình sợ thì thôi cũng 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 là tội rồi, những cái họ đã có thể gửi đi mà cái sự sống của họ mà mình già lớn đi thì lương tâm hẳn cũng cảnh trích hẳn cũng được. Nên chỉ thì kiểu có thể là mình cố gắng hết sức, gọi là mình cố gắng hết sức là khi nào mà hết lực năng lực của mình thì tôi cũng chấp nhận là chịu thôi, chứ biết làm sao.